Quy Hình chào các con và buổi học hôm nay đó là ôn tập tổng hợp. Bài 1. Điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vào chỗ chấm. Chúng ta có 3 phút làm bài và sau đó cô Hiền sẽ chữa cho mình nhé. Bây giờ cô sẽ chữa cho các bạn nào. Các con ơi, 1 decagram thì bằng 10 gram. Như vậy 8 decagram thì bằng 80 gram. Và chỗ này ta điền dấu bằng đúng không? Tiếp theo nào, 1/4 kg so với 20 gram. 1 kg thì bằng bao nhiêu gam nhỉ? Bảng đơn vị đo khối lượng nào, kilogram, hectogram, decagram và gam. Như vậy 1 kg thì bằng 1.000 gam. Và 1/4 kg các con sẽ lấy 1.000, các con chia cho 4 thì kết quả là 250 gam. Và ở đây ta điền dấu lớn hơn. Nào, 4 kg so sánh với 3 kg 9 hectogram đúng không? Thì ở đây 3 và 4 ta có thể điền ngay dấu lớn hơn đúng không? Nhưng mà có thể đổi cùng về cùng. Nhưng mà có thể đổi cùng về một đơn vị đo nhá. Ví dụ như 4 kg ta đổi về 40 hectogram nhá. Còn 3 kg 9 hectogram thì bằng 39 hectogram và dấu ở đây vẫn là dấu lớn hơn. 7 tấn 3 tạ, 73 tạ, được không nào? Nhưng mà ở đây lại là kg cơ. Thế thì các bạn phải đổi ra kg cho cô. Bao nhiêu nhỉ? 73 tạ chính bằng bao nhiêu? 7.300 kg. Thế còn bên này là bao nhiêu đây? Các con viết xuống dưới cho cô nhé. 7.050 kg. Và như vậy ta điền dấu lớn hơn. 6 tấn 87 kg so sánh với 6.187 kg, bên này giữ nguyên, bên này sẽ đổi thành 6.087 kg. Được chưa nào? Đây, 9 tấn 8 tạ 7 yến 4 kg, đó là 9.874 kg. So sánh với 9.869 kg thì hiển nhiên ở đây ta điền dấu lớn hơn. Và chỗ này dấu nhỏ hơn. 1/5 tấn so với 20 kg. 1 tấn thì bằng 1.000 kg đúng không? Và 1/5 tấn ta lấy 1.000 chia cho 5 thì bằng 200 kg. Và dấu ở đây là lớn hơn. Ta đã xong bài số 1 và sang bài 2. Có 5 ô tô, mỗi ô tô chở 36 tạ. Và 4 ô tô mỗi ô đã nhé. Bài số 2. Có 5 ô tô, mỗi ô tô chở 36 tạ. Và 4 ô tô, mỗi ô tô chở 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi xe chở bao nhiêu tạ? Cô cho chúng ta 4 phút suy nghĩ và làm một vở trước nào. Nhớ tóm tắt đề bài nhé. Bây giờ cô Hiền sẽ hướng dẫn mình giải bài toán này nào. Nào, chúng ta lưu ý này. Đầu tiên là có 5 ô tô, mỗi ô tô chở 36 tạ. Thì ta sẽ tính cho cô là 5 ô tô chở được là các con sẽ lấy 36 nhân với 5 đúng không? Bằng bao nhiêu đây nhỉ? 180 tạ. Tiếp theo là 4 ô tô chở được là 45 nhân với 4 lại bằng 180 tạ nữa. Như vậy là tổng khối lượng của các xe chở được, ta chỉ cần lấy hai số này cộng với nhau nhé. Nhớ rằng này, muốn tìm trung bình cộng mỗi xe chở bao nhiêu tạ, ta phải lấy tổng khối lượng chia cho tổng số xe. Và tổng số xe ở đây là ta phải lấy 5 cộng với 4 bằng 9 xe. Như vậy ở đây cô Hiền làm tắt nhé. Trung bình mỗi xe chở là 5 xe này
cộng với 4 xe này, chia cho tổng số xe 5 cộng 4 đi. Hoặc là bạn có thể chia cho 9, nhưng mà cô Hiền viết như thế này để mình biết rõ nhá. Và các bạn hãy tính nốt, comment đáp án dưới video này cho cô nhé. Bài số 3 nào. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng và có diện tích bằng 196 cm². Tìm chu vi của hình chữ nhật. Nào, chúng ta nhìn cho cô nào. Hình chữ nhật này gợi ý là chia thành 4 hình vuông. Thì cô có chia mờ mờ đây để gợi ý cho các bạn. Bạn hãy suy nghĩ và sau 4 phút thì cô sẽ chữa cho mình nhé. Nào, bây giờ cô sẽ chữa cho mình. Các con lưu ý này. Chiều dài gấp 4 lần chiều rộng thì cô chia chiều dài ra làm 4 phần bằng nhau, con nhìn thấy chưa? Như vậy là hình này sẽ là hình gì đấy? Hình gì nhỉ? Hình vuông đúng không? Đúng chưa? Thế thì diện tích của hình chữ nhật là 196 cm², thì diện tích của một hình vuông nhỏ, chúng ta sẽ lấy 196 chia cho 4 bằng bao nhiêu đây nhỉ? Kết quả là 49 đúng không? Thế thì diện tích của một hình vuông nhỏ này là 49 cm². Thì từ đó các con có tính được cạnh hình vuông nhỏ không? Lưu ý, công thức tính diện tích hình vuông là cạnh nhân cạnh. Như vậy chúng ta phải nhập cho cô hai số giống nhau, tích bằng 49. Mấy nhân mấy nhỉ? 7 x 7. Như vậy là ta tìm được cạnh hình vuông là 7 này. Nhìn thấy chưa? Thế thì đó chính là chiều rộng của hình chữ nhật. Và ta sẽ tính được chiều dài, rồi tính chu vi. Nào, như vậy là đầu tiên ta sẽ trình bày là chia hình chữ nhật thành 4 hình vuông nhỏ như hình vẽ. Hoặc là cô viết là như trên nhá. Diện tích một hình vuông nhỏ là 196 chia cho 4 bằng 49 cm². Và ta trình bày là ta có mấy nhân mấy bằng 49 nhỉ? Nhớ là hai số giống nhau, đó là 7 x 7 bằng 49. Như vậy suy ra cạnh hình vuông hay là chiều rộng của hình chữ nhật, cô viết tắt nhá, các bạn đừng viết tắt nhá, là 7. Đến đây các bạn hãy tính nốt giúp cô chiều dài hình chữ nhật và tính chu vi, rồi comment đáp án dưới video này nhé. Bài số 4 nào. Số thứ nhất là 13, số thứ hai là 19. Biết số thứ ba kém trung bình cộng của cả ba số là 2 đơn vị, yêu cầu tìm số thứ ba. Đây là một bài toán giải toán trung bình cộng bằng phương pháp vẽ sơ đồ. Các bạn hãy suy nghĩ và sau đó cùng cô Hiền đi tìm lời giải nhé. Và buổi học hôm nay của cô Hiền đến đây là hết rồi. Cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.